Bà tên là gì? Tựa Trịnh Thị Tựa. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 nhá. Cái chỉ cho bà lần đầu để cho nó khỏi nhá. Đây là gai cột sống thoát vị đĩa đệm. Hôm nay là làm được mười mấy ngày nhỉ? 11 ngày. 11 ngày. 15 ngày mới được nghỉ. 15 ngày mới được nghỉ. Bà Niu Trung Niu Xá à? Bà này ung thư đến đây thôi chưa? Đến đây cho thuốc nhá. 14 ngày thì vẫn đi làm tiếp đấy nhá. Anh Tâm là hôm nay là ngày thứ năm nhá. Băng khỏi thì băng khỏi nhưng mà con cái nó đưa đi thì là được. Có mấy cái giấy tư vấn của chị ấy thì cầm nữa. Này con bà nó có cái mày, có cái mày nó chụp ảnh nữa. Tên là gì nhỉ? Nguyên. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỏ ra làm sao mà cứ để im làm im này. Bây giờ em bỏ dậy. Đây có rồi. Về nhà nằm rồi. Xong rồi. Về nhà cô nó chụp cho cái ảnh. Vâng, chụp rồi ạ. Ừ, có áo mưa đây. Ông xem cho cái cổ đây gì có to không? Cổ này có phải to không? Bây giờ đang làm trả tay. Về nhà kiêng nước nhá. Kiêng được rồi.